Với những ai đã được chứng kiến những gol tâm điểm tại vòng 26 Premier League, chắc hẳn đều sẽ bị sốc khi đội bóng chủ sân Etihad hành hạ Chelsea bằng tỷ số ít ai ngờ tới trước Chelsea. Chỉ trong vòng 25 phút đầu trận, Man City đã giải nát khung thành của Kepa đến 4 lần. 4 bàn thắng của Man City được ghi do công của Sterling, cú đúp của Aguero và bàn còn lại của hiệp 1 được ghi do công của Gundogan. Thế trận đã an bài chỉ trong vòng hiệp 1, vì thế không quá khó để Man City ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Aguero lập hat-trick trong khi Sterling lập cú đúp giúp Man City hoàn tất màn hấp dìm Chelsea bằng một set tennis. Thắng lợi giòn giả này giúp Man City trở lại với ngôi đầu bảng khi có cùng điểm số với Liverpool, nhưng xếp trên do ơn hiệu số bàn thắng bại.